Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi chuyên Anh, đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận. Ở các video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành xong phần 1 la mã về ngữ pháp, phần 2 về phát âm, phần 3 chia thì, phần 4 tìm và sửa lỗi sai. Ở video này, chúng ta sẽ làm phần word form và phần điền từ vào động văn. Câu số 1. Anh ấy đối xử với họ với cái gì đó các bạn. Với cái gì đó. Cái gì đó có nghĩa là một danh từ. Các bạn có cái từ generous là tính từ. Thì danh từ của chúng ta là generosity. Là anh ta đối xử họ với cái sự rộng lượng. Bây giờ các bạn qua câu số 2. Bao nhiêu đã tham gia cuộc đua? Thì các bạn có thực compete, competitive, competition, competitor. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ cần điền một cái danh từ đếm được số nhiều. Thì chúng ta có competitor. Có nghĩa là những cái người dự thi các bạn. Trong câu này là bao nhiêu người dự thi đã tham gia cuộc đua? Câu số 3. Nếu như bạn cái gì đó với dịch vụ chúng tôi, vui lòng viết thư cho giám đốc. Thì ở đây người ta cho các bạn từ satisfy là từ hài lòng. Thì từ này các bạn có khá nhiều từ loại gia đình nha. Các bạn có satisfaction, satisfactory. Rồi. Trong trường hợp này các bạn, nếu bạn nè là người nha, đây A with nè. Rồi. To be nè, giới từ nè. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ dùng một cái tính từ dùng cho người là satisfy. Các bạn thêm ed vào. Tuy nhiên, nếu mà các bạn thêm ed vậy thì cái từ của chúng ta thì chưa hợp nghĩa ha. Bởi vì nếu như bạn mà thỏa mãn hài lòng với dịch vụ chúng tôi, vui lòng viết thư cho giám đốc thì không đúng nha. Ở trong đây á có nghĩa là không thỏa mãn, không hài lòng. Các bạn dùng từ unsatisfied. Rồi. Bây giờ các bạn hãy xem xét nha. Chúng ta hãy xem thử cái từ unsatisfied này có phù hợp hay không, hoặc là một từ khác bằng cách quan sát từ điển nha. Rồi các bạn có cái từ unsatisfied. Đây các bạn. Cảm thấy rằng một vài gì đó thì không đủ hoặc không tốt. Rồi nếu bạn có một cái mong ước mà chưa được thỏa mãn nè. Hỏi trên đây các bạn, sau bữa ăn thì anh ta vẫn còn cảm thấy là chưa có thỏa mãn. Cái từ này các bạn vẫn có một cái từ khác các bạn là dissatisfied. Rồi chúng ta hãy xem hai từ để chúng ta coi cái nghĩa của nó ha. Không có hài lòng với cái gì đó, đặc biệt là thứ gì đó không đủ. Và trong câu này các bạn, người ta cho các bạn từ with luôn nè. Rồi, người ta cho các bạn cái từ with luôn. Vì vậy cái từ trong cái trường hợp này, chúng ta sẽ không có dùng được cái từ unsatisfied, mà các bạn phải dùng từ dissatisfied nha. Bởi vì chúng ta có từ with nè các bạn. Rồi. Các bạn có thể tìm cái sự khác biệt nhau bằng cách là tham khảo thêm trong từ điển nha các bạn. Rồi. Câu số 4. Anh ta lái xe quá gì đó đến nỗi anh ta thường gây tai nạn. Ở trong cái vị trí mà chúng ta cần điền các bạn, chúng ta cần điền một cái trạng từ bổ nghĩa cho cái từ drive này nè. Và cái từ drive của chúng ta là động từ thường, nên các bạn dùng trạng từ nha. Rồi. Các bạn có từ careless là tính từ, carelessly là trạng từ. Các bạn có từ careful ha, carefully hoặc là carelessness, carefulness, caring. Thỉnh thoảng chúng ta sử dụng từ caring nha. Các bạn tham khảo các từ word form trong 100 từ trong đề thi, từ được tổng hợp từ các đề thi chuyên Anh để tham khảo thêm về cái phần bài tập này. Và khó hơn nữa là các bạn tham khảo các từ word form của đề chuyên Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại chúng ta đã được 7 đề và 7 đề
mỗi đề 10 câu một form là tới cả 70 câu các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 5. Hoa thường được gì đó bởi ong nè, khi mà chúng gather nectar là thu thập mật các bạn. Rồi thì trong câu này các bạn thấy từ bài nè, bởi nha, và trong câu này các bạn có từ a nè, rồi option trạng từ ha. Rồi vị trí này của chúng ta chắc chắn sẽ là một cái động từ nha các bạn, để cho ra câu bị động với từ by này, và hai động từ chen lẫn nhau bằng cái trạng từ nè. Các bạn có từ fertile, rồi các bạn có từ fertilizer là phân bón nha. Còn trong trường hợp này chúng ta dùng động từ các bạn là fertilize, có nghĩa là thụ phấn các bạn. Các bạn lưu ý là cái từ này cũng có nghĩa là được bón phân nha, và một cái nghĩa đặc biệt của nó là được thụ phấn bởi những cái loài ong khi mà chúng lấy cái mật ong các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 6. Tôi nghĩ những cái quần áo mỏng này thì cái gì đó cho cái thời tiết lạnh. Rồi thì cái gì đó ha, ở đây chắc chắn là tính từ rồi, to be cộng tính từ, thì không phù hợp nha các bạn. Các bạn chọn từ unsuitable. Rồi, unsuitable là không phù hợp. Câu số 7. Máy tính là một trong những cái gì đó marvelous, chính là wonderful, là kỳ diệu nhất trong cái thời đại công nghiệp, thời đại hiện đại của chúng ta. Thì các bạn có cái từ marvelous tính từ, sau đó là danh từ ha. Rồi, một trong những phát minh nha các bạn. Rồi, chúng ta chọn invention. Tuy nhiên, các bạn mà điền cái invention này mà như vậy, các bạn không được điểm nha. Các bạn lưu ý. Bởi vì sao? Chúng ta có từ one of rồi, là một trong những nha, thì đây phải số nhiều. Rồi các bạn add vô. Câu số 8. Cô ta thì luôn luôn lo lắng về cái gì đó của con của cô ấy. Rồi, cái gì đó của con cô ấy ha, là một danh từ. Rồi chúng ta có safety, là sự an toàn của con cô ấy. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 9. Anh ta được giữ nè trong bệnh viện nè, overnight, qua đêm, như là một cái measure, là biện pháp gì đó. Rồi, measure là một cái biện pháp, nó là một danh từ. Thì trước danh từ các bạn dừng tính từ nha. Chúng ta có từ precaution, các bạn có tính từ của nó là precaution nary nha các bạn. Rồi, precautionary. Lưu ý là các bạn có cái từ caution là thận trọng nha các bạn. Rồi, precaution. Rồi, đó là sự phòng ngừa. Trong trường hợp này là tính từ là precautionary. Một số bạn có thể học thêm danh từ loại của nó nha. Đây, các bạn có thể học thêm nè. Ở đây các bạn có cautionary, các bạn có cautionous, cautionously các bạn. Đây, tính từ nè. Rồi, đây, cautionous, nghĩa của nó khác nha, thận trọng. Còn cái này là phòng ngừa nha các bạn. Rồi, về từ loại gia đình của cái từ này cũng tương đối khá nhiều, các bạn có thể nghiên cứu thêm. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 10. Housework đã được xem như là công việc của những người phụ nữ nè. Thì ở đây các bạn có has nè. Rồi tới động từ, cứ giữa hai động từ á, các bạn cứ dùng trạng từ ha. Như chúng ta đã nói, các bạn có từ tradition, rồi là danh từ. Các bạn có tính từ là traditional, ở đây các bạn thêm ly vô nha để cho ra trạng từ. Rồi, được xem như truyền thống là công việc của người phụ nữ. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Chúng ta sẽ qua phần điền từ vào đoạn văn. Ở đây người ta cho sẵn từ cho các bạn. Đầu tiên là các bạn xem cái chủ đề của cái đoạn văn chúng ta ha, là Greek theaters, là những cái rạp hát các bạn, của cái người Hy Lạp cổ xưa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm
cái từ theater này các bạn, đến từ rồi Greek là Hy Lạp nè, và literally và có nghĩa đen là xem một cái nơi nào đó, xem một cái nơi nào đó. À, các bạn có từ literally là nghĩa đen nha, các bạn có cái từ nghĩa bóng là figurative nha các bạn. Rồi, đó, từ nghĩa bóng nha, có nghĩa là xem một cái nơi nào đó. Cái rạp hát này đã rất là phổ biến ở trong cái thời đại cổ xưa. Người ta không đi tới rạp hát, đơn giản chỉ xem một cái gì đó thú vị cho cái vở kịch. Cái mà là một cái phần của các lễ hội tôn giáo. Rồi. Thì trong câu số 1 này các bạn có từ interesting này là tính từ nha. Ở đây chắc chắn chúng ta sẽ cần điền một cái danh từ. Rồi bây giờ chúng ta quan sát dưới các bạn. Một đó là scene là cảnh nè, performance là buổi biểu diễn, scenery. Rồi. À, thuộc về cái cảnh ha, khung cảnh, còn stage là sân khấu. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ chọn cái từ performance, không đơn giản chỉ là xem những cái buổi biểu diễn thú vị cho những cái vở kịch, là một phần được tạo ra của các lễ hội tôn giáo. Rồi, chấm. Bây giờ câu số 2. Những cái rạp hát Hy Lạp đấy các bạn, cổ xưa, bao gồm không nhiều hơn một cái khoảng không nè, flat, bằng phẳng. Rồi. Với một cái author. Rồi, với một cái bảng ha, ở chân của cái đồi. Rồi. Bây giờ các bạn thấy câu số 2. Thì câu số 2 người ta cho các bạn là in for at on. Rồi câu số 2, chúng ta có whole toàn thể các bạn, complete là hoàn thành, full là đầy nè, on là tất cả. Thì trong trường hợp này các bạn có cái danh từ chính ha của chúng ta là theater, rạp hát nè. Rồi cái rạp hát ngày xưa bao gồm không nhiều hơn một cái chỗ bằng phẳng với một cái bảng nè, hoặc là một cái giống dạng bàn thờ các bạn ở cuối của cái hillside, cái chân đồi. Bây giờ chúng ta chọn cái từ on nha các bạn. Rồi, có nghĩa là tất cả ha, tất cả các rạp hát này sẽ phù hợp nghĩa cho câu chúng ta. Whole là toàn thể, complete là hoàn toàn, hoàn thành, full cũng là toàn, on cũng là tất cả ha, on là tất cả. Tuy nhiên, từ on sẽ hợp nghĩa nha các bạn. Còn những cái từ này là những cái tính từ. Cái gì đó that time, cái gì đó that time các bạn, thì không có gì đó như là những cái rạp hát hiện đại. Thì câu số 3 của chúng ta ý nói là ở cái thời điểm đó, ở thời điểm đó thì chúng ta có at that time. Rồi. Ở thời điểm đó không có cái gì đó như là trong những cái rạp hát hiện đại các bạn. Vì vậy cái gì đó đứng hoặc là ngồi trên những cái slopes là những cái nhấp nhô các bạn, nhấp nhô của cái đồi núi. Rồi, câu số 4 chúng ta có chairs là ghế nè, benches là cái ghế dài á ha, seats là chỗ ngồi, stools là ghế đẩu. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn là chỗ ngồi nha, nó sẽ phù hợp hơn. Cái từ chair này nè các bạn, rồi chỗ ngồi này thì có nghĩa là nó bao gồm cả cái chair này trong đây, và nó là cái từ chung phù hợp cho cái vị trí này. Không có chỗ ngồi như là những rạp hát hiện đại. Vì vậy cái gì đó đứng hoặc là ngồi trên những cái hố của cái ngọn đồi này các bạn. Rồi, chúng ta có từ watchers là những người xem, players là những cái người chơi, viewers là những người xem, audiences là những khán giả. Các bạn lưu ý nha, trước đây là phân biệt cho các bạn là cái từ viewers, audiences và một chữ đó các bạn, spectator này. Rồi,
Spectator đấy các bạn. Các bạn có viewers là những cái người xem ở nhà, còn audiences là những cái người xem mà ở trong một cái khán phòng. Spectator là những cái người xem ở một cái sân vận động các bạn. Rồi, còn watcher này không phải nha, player này không phải. Trong trường hợp này chúng ta chọn câu D, audiences là những cái người xem ở trong cái đập hát này nè các bạn. À, chúng ta chọn audiences đứng hoặc là ngồi trên những cái slope, những cái lỗ, những cái nhấp nhô của ngọn đồi. Dần dần những cái rạp hát đặc biệt nè được làm bằng cách xây dựng nè những cái hòn đá lớn hoặc là những cái bước, hoặc là những cái bước tam cấp các bạn, bằng gỗ qua cái gì đó tiếp theo lên ngọn đồi. Rồi ở đây các bạn có one and other. À, câu thứ sáu chúng ta là one among, là một trong những ha, between là giữa nè, around là khoảng, one behind another. Rồi chúng ta chọn câu D nha các bạn. Bởi vì ý trong bài này á là một cái bậc này rồi tới một cái bậc khác ha, one behind another. Còn nếu như các bạn chọn among là một trong những nè, between giữa hai thứ ha, around sẽ không có hợp nghĩa trong câu chúng ta. Rồi. In later time là sau đó, trong cái thời gian sau đó, ở hết là một túp lều các bạn, có nghĩa giống như một cái văn bạc đó ha, được xây dựng ở cái phía bên kia của cái khu vực diễn nè, cái nơi mà nó tạo thành một cái background, một cái nền ở một cái khu vực cho những cái người diễn này các bạn, cái vai của họ, của những cái nhân vật khác nhau. Rồi các bạn có từ part nè, part có nghĩa là cái vai ha, là cái vai, vai diễn các bạn. Thì vai diễn, cái người diễn viên, cái người mà diễn cái vai diễn này nè, thì chúng ta sẽ chọn cái từ play nha các bạn. Trong câu này câu số 7 á, thì người ta đang đố các bạn là play the part hay là make hay là do hay là be, thì chúng ta có đóng một vai trò quan trọng ha. Các bạn có hai cách nói, một là play an important part, hai là các bạn dùng chữ have an important part. Eventually, cuối cùng là, rốt cuộc là, ý đó là sau này các bạn, một cái platform là một cái bệ gì đó được xây dựng để những cái người diễn viên có thể được thấy rõ ràng hơn. Rồi platform giống như một cái bệ bậc các bạn, cao lên trên đó. Rồi được xây dựng để mà những cái diễn viên có thể được thấy rõ ràng hơn, có nghĩa là được thấy bởi khán giả ha. Thì trong câu số 8 này người ta cho các bạn là từ lifted đó các bạn, có nghĩa là nâng lên, raise là tăng lên, rồi equal là bằng, pull là kéo nè. Thì dễ dàng chúng ta sẽ bỏ đi câu C là bằng, câu D pull là kéo ha, chỉ có cái câu A và câu B thôi. Lift là nâng 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 lên trên đó các bạn. Rồi còn từ raise là tăng lên cao hơn. Vì vậy trong câu số 8 này các bạn chọn câu B nha, a raised platform, một cái bệ được nâng cao lên, được xây dựng để những các diễn viên có thể được thấy bởi khán giả một cách rõ ràng hơn. Đây là cái sự xuất hiện đầu tiên của bất cứ thứ gì, cái gì đó, cái sân khấu hiện đại của chúng ta. Rồi, cái sân khấu hiện đại của chúng ta. Bây giờ câu số 9 đó các bạn. Các bạn có từ S nè, like, brought, similar. Similar tương tự, thì nếu ở đây có chữ to nè thì các bạn chọn từ similar to nha. Rồi. Ở đây không có chữ to thì chúng ta xem lại chỗ đây chúng ta cần cái gì. Bây giờ chúng ta dịch lại cái câu này. Đây là cái sự xuất hiện đầu tiên nè của cái, của mọi thứ, cái gì đó, cái sân khấu hiện đại của chúng ta, thì các bạn chọn cái từ như là, like, như là sân khấu hiện đại của chúng ta.
cũng như những cái rạp hát chắc chắn sau này thì cũng có những cái sân khấu các bạn bằng wooden, bằng gỗ nè, cái gì đó around bởi những cái diễn viên để mà đi wander, là đi lang thang, đi lãng vãng từ một nơi đến một nơi khác. Rồi cũng có một cái túp lều với những cái màn che các bạn, cái mà phục vụ như là một cái khung cảnh nè, nền hoặc và một cái phòng trang phục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi câu số 10. Câu số 10 các bạn có câu A là carry. Rồi. Mang đi ha, have là tổ chức nè, giữ nè, scenery khung cảnh nè, fetch là đón lấy. Thì trong bài này các bạn cũng như là những cái sân khấu permanent là vĩnh viễn các bạn, lâu dài hay là cố định nha. Thì cũng có những cái sân khấu bằng gỗ rất là đơn giản. Rồi, cái mà chỗ đây á là which, cái mà được mang đi, ý nó được mang đi các bạn. Rồi, được mang đi chỗ khác nè bởi các diễn viên. Những cái người mà đi biểu diễn từ nơi này đến nơi kia á. Rồi. Thì cũng có một cái hít là một cái túp lều hoặc một cái trang bạc ở trên các bạn, với những cái màn phục vụ như là cái khung cảnh hậu trường cũng như là phòng thay đồ. Rồi. Chúng ta đã hoàn thành xong phần word form các bạn, phần word form và phần điền từ vào đoạn văn của đề thi chuyên Anh tỉnh Bình Thuận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở các phần tiếp theo. Chúng ta sẽ điền từ vào đoạn văn mà người ta không cho chúng ta từ sẵn, và chúng ta sẽ làm cái phần viết câu. Rồi, xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.